lại là một tình huống xỉa nách ấn tượng nữa tới từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Và lần này thì bàn thắng đã tới với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, hoàn toàn xứng đáng. Đây là một bài tấn công mà họ đã làm đi làm lại kể từ đầu trận. Chủ trương spam tạt cho ngoại binh tính đến lúc này là một phương thức tiếp cận hợp lý tới từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Họ cần phải tạo ra thêm những sức ép nữa về phía phần sân của Hoàng Gia Lai để ít nhất là khiến cho đối thủ không có được một tinh thần cũng như không dám đẩy đội hình lên quá cao nữa. Phan Du Học, Quang Nho không áp sát tới từ Sông Lam Nghệ An. Họ đang phòng ngự chắc chắn với sơ đồ 5-4-1 và chỉ bắt đầu vây giáp khi bóng tịnh tiến đến một nửa phần sân nhà. Lại là một tình huống xỉa nách ấn tượng nữa tới từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Và lần này thì bàn thắng đã tới với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, hoàn toàn xứng đáng. Đây là một bài tấn công mà họ đã làm đi làm lại kể từ đầu trận. Đội bóng Phú Núi đã liên tục đưa bóng được xuống hành lang biên của đối thủ. Và đây đã là quả tạt bóng thứ tư mà các cầu thủ Hoàng Gia Lai tạo ra trong trận đấu này trước khi nó tạo nên một bàn thắng. Hoàn toàn xứng đáng. Trương Ngọc Quang là người đã xuất hiện và đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Việt. Một bài toán nan giải với huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Chúng ta có thể nhìn thấy cách mà các cầu thủ FC Hoàng Gia Lai phối hợp với nhau là cực kỳ nhuần nhuyễn. Vấn đề là cầu thủ nào của họ cũng có khả năng để đưa ra được những đường truyền kiểu như vậy. Khi thì là Martial, khi thì là Dụng Quang Nho, và lần này thì là Phan Du Học. Nó đã khiến cho mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An để họ có thể đoán biết những nhân sự và bắt người. Giờ thì trọng tài sẽ kiểm tra xem liệu Bảo Toàn đã việt vị ấy chưa. Ngày hôm nay thì VAR được vận hành bởi cặp đôi trọng tài ông Dương Hữu Phúc và ông Nguyễn Kim Việt Bảo. Và như vậy đó là bàn thắng được công nhận dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Hoàn toàn xứng đáng với những cơ hội, những nỗ lực mà đội bóng Phố Núi đã tạo ra sau rất nhiều những sức ép.